Thầy xin chào tất cả các em học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em một chủ đề trong chương 4 của đại số 9 mà các em đã được học trên đài truyền hình nhằm mục đích giúp các em nắm vững và hiểu sâu hơn về chủ đề này. Chủ đề ngày hôm nay chúng ta quan tâm đến đó là hàm số y bằng ax bình phương, a khác 0 và đồ thị của nó. Chúng ta bước vào phần 1 làm mã. Hàm số y bằng ax bình phương a khác 0. Để rút ra được những đặc điểm và tính chất đặc trưng của cái hàm số này, chúng ta sẽ thông qua hai ví dụ sau đây. Ví dụ thứ nhất, cho hàm số y bằng 2x bình phương có hệ số a bằng 2. Ví dụ thứ hai, cho hàm số y bằng trừ x bình phương có hệ số a bằng trừ 1. Và để tìm ra được những đặc điểm và tính chất của nó, chúng ta sẽ lập bảng giá trị của hai hàm số này. Đối với hàm số thứ nhất, chúng ta có bảng giá trị như sau. X bằng trừ 2, y bằng 8. X bằng trừ 1, y bằng 2. X bằng 0, y bằng 0. X bằng 1, y bằng 2. X bằng 2, y bằng 8. Và hàm số thứ hai có bảng giá trị như sau. X bằng trừ 2, y bằng trừ 4. X bằng trừ 1, y bằng trừ 1. X bằng 0, y bằng 0. X bằng 1, y bằng trừ 1. X bằng 2, y bằng trừ 4. Sau khi đã lập được hai bảng giá trị, bây giờ chúng ta sẽ dựa vào hai bảng giá trị này để chúng ta rút vào một số nhận xét. Rồi, bây giờ chúng ta nhìn vào bảng giá trị thứ nhất. Thì chúng ta thấy với các giá trị x âm, x bằng 0 hay x dương, thì lúc đó các giá trị y tương ứng của nó như thế nào với 0? Chúng ta nhận xét được các giá trị y tương ứng của nó lớn hơn hoặc bằng 0. Vậy từ đó chúng ta rút ra nhận xét thứ nhất. Hàm số y bằng ax bình phương trong trường hợp hệ số a dương thì y bằng ax bình phương của mình luôn luôn lớn bằng 0. Và y sẽ đặt giá trị nhỏ nhất là bằng 0 khi x bằng 0. Chúng ta quan sát lại bảng giá trị, chúng ta thấy giá trị y tương ứng luôn luôn lớn bằng 0 và giá trị y bằng 0 là nhỏ nhất. Rồi, bây giờ qua cái bảng giá trị thứ hai, chúng ta thấy với những giá trị x âm, x bằng 0 hay x dương thì các giá trị y tương ứng của mình luôn luôn là một số nhỏ hơn hoặc bằng 0. Cụ thể cho hình vẽ chúng ta thấy. Đúng không nào? Vậy từ đó chúng ta rút ra nhận xét thứ hai. Hàm số y bằng ax bình phương với hệ số a âm thì y bằng ax bình phương luôn luôn nhỏ hơn bằng 0 và y sẽ đạt giá trị lớn nhất là 0 khi x bằng 0. Đây chúng ta quan sát. Các giá trị y luôn luôn nhỏ bằng 0 và y lớn nhất là bằng 0. Đó là hai cái nhận xét cơ bản chúng ta rút ra từ hai ví dụ để chúng ta nhớ hàm số y bằng ax bình phương có a khác 0 thì có những nhận xét quan trọng như thế. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu coi tính chất của nó có những tính chất gì. Bây giờ chúng ta quay lại hai cái ví dụ là hai hàm số mà chúng ta đã xét ở phần trên. Thì như chúng ta thấy, các giá trị của x khi thế vào trong hai hàm số này đều tính được các giá trị y tương ứng. Do đó, chúng ta có tập xác định của hàm số y bằng ax bình phương, a khác 0, luôn luôn là tập số thực R. Về bảng giá trị, đây, chúng ta có bảng giá trị như hồi nãy chúng ta đã lập. Bây giờ chúng ta sẽ dựa vào hai bảng giá trị này để chúng ta rút ra coi nó có những tính chất gì. Rồi, giờ quan sát bảng giá trị thứ nhất. Rồi, quan sát bảng giá trị thứ nhất, chúng ta thấy ở nhánh x âm thì x tăng dần. Rồi, nhưng mà giá trị y tương ứng thì sao? Lại giảm đi. Rồi, x bằng 0, y bằng 0. Rồi, qua nhánh x dương, chúng ta thấy x tăng dần. Và giá trị y sao? Cũng tăng dần theo. Rồi, đó là cái bảng thứ nhất. Bây giờ chúng ta qua bảng thứ hai, trong trường hợp a âm thì như thế nào? Rồi, x tăng lên. Đúng rồi. Giá trị y tương ứng sao? Giá trị y tương ứng vẫn tăng theo.
X bằng 0, Y vẫn bằng 0. Rồi, và nhánh X dương. X tăng. À, nhưng mà Y sao? Y lại giảm. Rồi, vậy là thông qua hai bảng giá trị này, chúng ta đã rút ra được một số đặc điểm. Bây giờ chúng ta sẽ đưa nó thành những tính chất mà chúng ta nhớ để sau này chúng ta dễ giải làm bài tập. Đây, tính chất. Hàm số y bằng ax bình phương a khác 0 xác định với mỗi x thuộc R như các bạn đã thấy. Và nó có tính chất biến thiên như sau. Đây, quan sát vào bảng màu vàng chúng ta thấy. Nếu a dương thì hàm số sẽ đồng biến khi x dương. À, đồng biến có nghĩa là thế nào? X tăng, y tăng luôn. Đó là đồng biến. À, hàm số sẽ nghịch biến khi x âm. Đây, qua nhánh x âm mình thấy x tăng, nhưng mà y lại giảm, thì ta gọi là nghịch biến. Đây, qua cái bảng màu xanh. Trong trường hợp là hệ số A âm. À, thì hàm số đồng biến khi x âm. Đây, chúng ta thấy x âm, x tăng, y cũng tăng. Rồi, hàm số sẽ nghịch biến khi x dương. Đây, trong nhánh x dương ta thấy x tăng, nhưng mà y lại giảm. Được chưa? Và trong cả hai trường hợp, A dương hay A âm, thì hàm số bằng 0 khi x bằng 0. À, vậy có một số bạn lại hỏi thầy, vậy làm sao mình nhớ được đồng biến, nghịch biến của hàm số y bằng ax bình phương a khác 0 bây giờ? À, thì chúng ta quan sát. Nếu a và x cùng dấu, à, thì hàm sẽ đồng biến. Nếu a và x trái dấu, thì hàm sẽ nghịch biến. Được chưa? Vậy từ đó chúng ta rút ra cái mẹo. A và X cùng dấu, hàm đồng biến. A và X trái dấu, hàm nghịch biến. Đó là cái mẹo để chúng ta nhớ về tính đồng biến, nghịch biến của hàm số Y bằng AX bình phương. Rồi, giờ sau khi rút ra được tính chất của hàm số Y bằng AX bình phương rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua phần thứ hai. Đó là đồ thị của hàm số Y bằng AX bình phương A khác 0. Chúng ta sẽ xét ví dụ 1, khảo sát biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y bằng 2x bình phương với hệ số a bằng 2 lớn hơn 0. À, thì cũng giống như các bước vẽ đồ thị hay khảo sát, chúng ta phải tìm tập xác định của nó chứ. Thì như chúng ta đã học, tập xác định của hàm số y bằng 2x bình phương luôn luôn là tập số thực R. Rồi, bây giờ biến thiên. Biến thiên bây giờ chúng ta sẽ dựa vào hệ số a. Đây, trong ví dụ này thì hệ số A của ta bằng 2 là một số dương. Mà theo tính chất thì chúng ta đã học rồi. Nếu hệ số A dương thì hàm sẽ đồng biến khi x dương, hàm nghịch biến khi x âm và hàm số bằng 0 khi x bằng 0. Vậy là chúng ta đã hoàn thành việc khảo sát biến thiên của cái hàm số Y bằng 2X bình phương. Bây giờ chúng ta qua phần thứ hai của ví dụ 1, đó là vẽ đồ thị. Thì như chúng ta đã biết, muốn vẽ đồ thị chúng ta phải lập bảng giá trị. Thì đối với hàm số y bằng ax bình phương a khác 0, để lập bảng giá trị, thường thường chúng ta sẽ lấy 5 giá trị của x là các giá trị x âm, x bằng 0 và x dương. Và sau đó chúng ta tính các giá trị y tương ứng. Rồi, sau khi có bảng giá trị rồi, thì chúng ta sẽ tiến hành vẽ đồ thị. Thì để vẽ đồ thị của hàm số này, chúng ta sẽ biểu diễn 5 cặp giá trị x, y trong bảng bởi 5 điểm trên mặt phẳng tọa độ OXY. Đây, chúng ta có 5 điểm. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai, điểm thứ ba, điểm thứ tư và điểm thứ năm. Đây, và chúng ta tiến hành vẽ đồ thị của ví dụ này. À, thì sau khi vẽ đồ thị của ví dụ này tương ứng với A dương, thì chúng ta rút ra được nhận xét. Đồ thị của hàm số y bằng 2x bình phương với hệ số A bằng 2 lớn hơn 0, nó là một đường cong parabol. Và đường cong parabol này có đặc điểm gì? Điểm thấp nhất là góc tọa độ. À, thì nó đúng với tính chất là nếu A dương thì Y nhỏ nhất là bằng 0 khi X bằng 0. Rồi, đặc điểm thứ hai, nó nằm trên trục vành. À, nó nằm trên trục vành, đây trục vành đây, nó nằm phía trên trục vành. À, tại sao nó nằm phía trên trục vành? Đúng với tính chất là y luôn luôn lớn bằng 0 khi a dương. Và nhận trục tung làm trục đối xứng. Chúng ta thấy hai cái nhánh này đối xứng với nhau và trục tung. Đúng như trên bảng giá trị. Đây, đó là chúng ta đã hoàn thành ví dụ 1.
là trong trường hợp là A dương. Bây giờ chúng ta sẽ qua ví dụ 2 trong trường hợp là A âm. Cụ thể là hàm số y bằng trừ x bình phương với a bằng trừ 1 nhỏ hơn 0. Thì cũng giống các bước ở ví dụ 1, thì tập xác định vẫn là tập số thực R. Biến thiên bây giờ chúng ta sẽ dựa vào hệ số A. Thì ở đây hệ số A là âm 1, là một số âm. Đây là số âm, thì chúng ta đã biết rồi, các tính chất biến thiên của nó là đồng biến khi x âm, nghịch biến khi x dương và bằng 0 khi x bằng 0. Rồi, bây giờ chúng ta lập bảng giá trị để vẽ được đồ thị. Thì đối với hàm số y bằng ax bình phương có hệ số a âm thì mấy em phải lưu ý một điều là các giá trị y tương ứng luôn luôn là nhỏ bằng 0. Do đó để tránh sai lầm trong việc lập bảng giá trị khi a âm, chúng ta nên ghi các dấu âm vào các vị trí y khác không trước. Rồi sau đó chúng ta sẽ điền số vào sau. Chẳng hạn như sau khi điền các dấu âm vào các vị trí y khác không, thì chúng ta sẽ có được là với x bằng 1, ta bình phương là 1, rồi chúng ta ghi xuống, y tương ứng sẽ là âm 1. X bằng 2, ta bình phương là 4, và ghi xuống, chúng ta có giá trị y tương ứng là âm 4. Sau khi đã có các giá trị y của nhánh dương, nhánh x dương, chúng ta sẽ ghi các giá trị đó vào vị trí của y ở nhánh x âm, mà không cần phải tính toán thêm một lần nữa. Đó là kỹ năng chúng ta cần biết khi lập bảng giá trị của hàm số y bằng x bình phương trong trường hợp a âm. Rồi, bây giờ sau khi có bảng giá trị này rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vẽ đồ thị của nó. Thì cũng giống như hồi nãy, chúng ta sẽ biểu diễn 5 cặp giá trị xy này bởi 5 điểm trên mặt phẳng tọa độ OXY. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai, điểm thứ ba, điểm thứ tư, điểm thứ năm. Sau khi có 5 điểm này rồi, chúng ta tiến hành vẽ đồ thị. Thì đồ thị của cái hàm số y bằng trừ x bình phương với hệ số a bằng âm 1 nhỏ hơn 0 vẫn là một đường cong có tên là parabol. Nhưng đường cong này có điều gì khác biệt so với đường cong hồi nãy? Thứ nhất, cái điểm cao nhất trong cái đồ thị này là góc tọa độ. Nhìn trên hình vẽ chúng ta thấy đây là điểm cao nhất và đúng với tính chất là y đạt giá trị lớn nhất bằng 0 khi x bằng 0. Thứ hai, nó nằm phía dưới trục vành. Nó nằm phía dưới trục vành đây, nó nằm phía dưới trục vành. Đúng với tính chất là khi A âm thì giá trị Y luôn luôn nhỏ bằng 0. Và tính chất và cái đặc điểm thứ ba là nó nhận trục tung làm, trục đối xứng. Chúng ta thấy đúng như vậy. Rồi, vậy là sau khi làm hai ví dụ 1 và 2 rút ra một số nhận xét về đồ thị của hàm số y bằng x bình phương a khác không trong trường hợp trong hai trường hợp a dương và a âm, chúng ta đưa đến tổng quát như sau. Đồ thị của hàm số y bằng x bình phương a khác không là một đường cong parabol. Đây chúng ta có trên hình vẽ là hai trường hợp và đường cong parabol này nó phụ thuộc vào hệ số a. Nếu như hệ số a dương thì cái parabol của mình sẽ nằm phía trên trục vành. Đỉnh O có tọa độ 0,0 là điểm thấp nhất và nhận trục tung làm trục đối xứng. Chúng ta thấy trên hình vẽ thể hiện tất cả những điều đó. Đây, còn nếu A của mình âm thì parabol của mình sẽ nằm phía dưới trục vành. Các em thấy ha, nằm phía dưới trục vành. Đỉnh O có tọa độ 0,0 là điểm cao nhất của đồ thị và nhận trục tung làm trục đối xứng giống như những gì chúng ta đã biểu hiện trên hình vẽ. Đây, đó là tất cả những gì chúng ta đã tìm hiểu về hàm số y bằng ax bình phương và đồ thị của nó. Và sau khi đã học xong bài này, thì những điều sau đây là các em bắt buộc cần phải ghi nhớ để thuận tiện trong việc áp dụng vào các bài tập. Đây là ba bản ghi nhớ chúng ta cần khắc sâu trong kiến thức của mình để sau này chúng ta áp dụng vào việc giải bài tập. Đây, đó là tất cả những gì thầy đã hệ thống lại với cho các em để các em có thể nắm vững và hiểu sâu hơn về chủ đề hàm số y bằng ax bình phương và đồ thị của nó. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Chúc các em và gia đình luôn luôn dồi dào sức khỏe và bình an.